Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngày hôm nay. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Xuân Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2, tức ngày 20 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2, tức ngày mùng 1 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2, tức ngày 21 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2, tức ngày mùng 2 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 2 âm lịch. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy,
đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải là chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến họ khá tỉnh táo. Ngoài ra, họ là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Họ còn là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhân nại, dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Đặc biệt là người tuổi Tân Dậu 1981, mệnh Thạch Lựu Mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên, cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài. Cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tử vi tháng 2 âm lịch tuổi Tân Dậu cho rằng, tháng này là thời điểm mà công việc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống hàng ngày càng nhiều áp lực. Bản mệnh đang có phần lơ là với việc cần làm, chính vì thế nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt, nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và dành thời gian quan tâm đến những người thân trong gia đình. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nghi thành an, hóa hung thành cát. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về sự nghiệp, tháng 2 âm lịch là tháng khó khăn đối với những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Công việc của tuổi Tân Dậu bắt đầu sa sút, bản mệnh sẽ gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không lúc nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đang cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Hơn nữa, với bản tính thiếu quyết đoán, nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt, lại nghe theo lời kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, người tuổi Tân Dậu dễ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc, đã có dấu hiệu sụt giảm. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là những pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp bạn sự hanh thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Tân Dậu. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi tháng nguy cơ bạn bị lừa đảo là rất cao. Tháng này, tốt nhất bạn lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Bạn cần cẩn trọng, không hành động bốc đồng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Bạn cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng để hộ thân,
Triều Quý Nhân, Hóa Giải Thị Phi đều nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, tình cảm và gia đạo. Tháng 2 này do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm đôi lứa của tuổi Tân Dậu, khiến hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Cho nên những người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ khiến mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 2 này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. May mắn, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm vào những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như để mọi thứ được suôn sẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Tân Dậu có nói rằng vận trình sức khỏe của bản mệnh không được tốt. Tuổi Tân Dậu thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Cho nên bản mệnh cần nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi Tân Dậu có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất, không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Bản mệnh cần phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa nên tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị và các bạn về tử vi tuổi Tân Dậu trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.